Khi Titan Cameraman đứng dậy sau vụ nổ, bạn thấy cơ thể anh ta xuất hiện những luồng điện màu xanh rất giống với lúc Titan speakerman bị ký sinh. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng anh ta có bị điều khiển không? z giả mạnh vượt ngoài tưởng tượng, phải chăng ngay từ đầu hắn đã là một con robot dưới quyền kiểm soát của tiến sĩ Skibidi? Phải chăng người bị lừa không phải là hai tay mà chính là chúng ta? Phải chăng từ đầu đến cuối z chỉ là một người và tập 65 hắn đã thật sự chết? Titan TV Man đã đi đầu suốt thời gian qua, chừng nào anh ấy trở lại? Hãy cùng bùm tìm hiểu trong video này nhé! xin chào các bạn lại là bơm đây bơm nhận ra vẫn còn một vài bí ẩn quan trọng chưa nói trong video trước vì vậy trong video này bơm sẽ tiếp tục phân tích bí ẩn tập 65 skibidi toilet có một bí mật mà chưa dù bờ nào trên thế giới nói với bạn biết, đó chính là số 2 huyền bí trong tập 65. Nó đã xuất hiện 20 lần chỉ trong một tập phim. Bạn có tò mò không? Bum sẽ phân tích về nó ngay trong video này. Hãy ở lại đến hết video để xem nhé. Nếu bạn yêu thích khám phá bí ẩn về vũ trụ Skibidi Toilet, vì nó ảo mà Canada thì tại sao không thử khám phá bí ẩn về vũ trụ khác cũng ảo mà là Jedi không kém? Honkai Star Rail là tự game RPG vũ trụ kỳ ảo mới đa nền tảng do HoYoverse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất, là tự game hot toàn cầu. Mới ra mắt chưa được nửa năm đã có hơn 80 triệu lượt tải. Đây là game miễn phí và chia sẻ dữ liệu đa nền tảng. Bạn có thể chơi nó trên cả máy tính và điện thoại di động. Chưa hết đâu, hiện tại bạn còn có thể tìm kiếm trò chơi này trong cửa hàng PS và trải nghiệm nó trên PS5. Trong phiên bản cập nhật 1.4 tỉnh mộng ngày đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu hai vị tướng năm sao mới nhất. Thứ nhất, Jinliu một nữ anh hùng huyền thoại có thuộc tính bằng định vị là hủy diệt nhìn bề ngoài Jin Liu là cô gái trưởng thành lạnh lùng như bằng bình thường sẽ dùng chiếc mạng màu đen che đi đôi mắt dùng thanh kiếm gây sát thương vô cùng mạnh mẽ còn sau khi biến thân sẽ gỡ bỏ lớp mạng để lộ đôi mắt màu đỏ lúc này cô có năng lực sát thương còn khủng khiếp hơn nữa hủy diệt mọi kẻ thù trước mắt vị tướng thứ hai Tô Bát và Numbai Bài là nhân vật săn bắn của thuộc tỉnh Hỏa. Tô Bát như thiếu nữ nghịch ngợm đáng yêu bởi mái tóc màu bạc. Nhưng thật ra, cô là doanh nhân thành đạt với tính cách cởi mở tự tình cùng đầu óc kinh doanh xuất sắc. Tô Bát trở thành nữ giám đốc trẻ tuổi của IPC. Khi chiến đấu, Tô Bát sẽ chịu hồi thú cưng của mình là Numbai. Bài. Cặp bay chung Tô Bát và Numbai Bài sẽ cùng nhau tấn công và tạo ra đòn sát thương đơn mục tiêu vô cùng lợi hại. Trong phiên bản 1.4, cốt truyện chính tuyến sẽ được cập nhật thêm và chúng ta sẽ cùng nhau chào đón hai bản đồ hoàn toàn mới, chủ tạo vật và khu thí nghiệm vũ khí cũ Silly cũng sẽ trở lại trong phiên bản lần này. Ngoài ra, còn có sự kiện đặc biệt chiến tuyến Ether có thể bắt quái vật mà mình thích để tiến hành cuộc chiến giữa quái vật với nhau. Khi bạn đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được miễn phí 10 vé tinh cầu đặc biệt có thể dùng để rút dinh liều và tàu bát. Sự kiện offline chấm dừng chân Astro ăn uống thả gà được tổ chức từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 tại Pico Coffee. Các bạn nhớ đến để nhận được nhiều phần quà miễn phí nha. Link tải game bùm có để ở phần mô tả và bình luận. Các bạn hãy tải về và trải nghiệm. Còn nữa, đừng quên nhập gift góp vào để nhận nắm viên ngọc ảnh sao miễn phí. Vâng, rất nhiều điều bí ẩn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn trà sting, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Ở video trước, Tùng có nói Gmail là giả, nhưng sau khi cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng, vẫn còn một giả thuyết khác, tuy khả năng xảy ra thấp nhưng rất đáng để xem xét. Gmail trong tập 65 cực kỳ mạnh mẽ vì hắn là thật. Ngay từ đầu, ngay trong tập 7, hắn đã là một con rối đeo mặt nạ z Hắn được tiến sĩ tạo ra với mục đích làm quân bài thể thần để lãnh đạo đội quân Skippy Toilet. Nếu để mặt mọc là mèo không bảy thì không đáng tin lắm. Làm sao đủ khả năng thuyết phục đội quân Skippy Toilet nghe téo? Tiến sĩ Skippy buộc phải tạo ra một chiếc mặt nạ và ông ta đã chọn z Tại sao vậy? Như bạn biết, z là nhân vật bí ẩn nhất trong game lại với sắc thái kỳ lạ và có những quyền năng vượt xa khả năng con người. Ngoài ra, mọi danh tính và hành động của ông ta đều không thể giải thích nổi. Trong game, z đóng vai trò như một thế ngoại thần tiên, theo dõi và điều chỉnh mọi diễn biến xảy ra. Quyền năng vượt trội thế ngoại thần tiên, còn chiếc mặt nạ nào tốt hơn là Zeman nữa để quản lý và lãnh đạo được đám lâu là bất tuần khác máu, cho điên như Skibidi Toilet khuôn mặt Zeman là lựa chọn hoàn hảo nhất và thế là tiến sĩ Skibidi Toilet đã dựng nên gương mặt Zeman Toilet gọi tắt là Zeman càng về sau tiến sĩ Skibidi càng nâng cấp nhiều hơn cho Zeman để hắn có nhiều quyền năng hơn, mạnh mẽ hơn, luôn đảm bảo duy trì được trật tự của đội quần Skibidi Toilet. Tuy nhiên, qua thời gian bành trướng làm vua một cõi, Zeman đã dần lấn át tiến sĩ Skibidi. Hắn quên rằng xuất phát điểm của mình chỉ là còn gói. Hắn tự tin rằng mình đủ khả năng vươn lên vị trí cao nhất. Tiến sĩ Skibidi bây giờ phải phục tùng ngược lại hắn. Và thừa nhận đi các bạn, chính chúng ta cũng đã nghĩ vậy. Chúng ta vẫn xem Zeman là lãnh đạo tối cao của Skibidi Toilet từ tập 1 đến tập 59 đúng không? Nhưng đâu ngờ, tiến sĩ Skibidi không phải là một con Skibidi Toilet nhỏ còn đầu chọc tóc dài dễ đối phó. Hắn đã tạo ra kịch bản hoàn hảo để lật đổ Z-Man, cho hắn biết ai mới là người lãnh đạo thật sự. Sau khi Z-Man bị hư hại nặng ở tập 57, tiến sĩ Skibidi đã tiến hành thay đổi laser của Zeman để hắn giảm sức mạnh. Đó là lý do vì sao laser của Zeman ở tập 57 và tập 60 khác nhau. Đồng thời, tiến sĩ Skibidi tự nâng cấp cho mình để mạnh mẽ hơn. Sau đó, dẫn nên một màn kịch cực kỳ công phu suốt 6 tập phim. Bước 1, ngấm ngầm cấu kết với các con Skibidi Toilet khác lập kế hoạch hạ bệ Zeman. Bước 2, john hai tên skibbe toilet tấn công zimen và giả vờ làm anh hùng của mỹ nhân chỉ có điều không có anh hùng nào ở đây và mỹ nhân cũng không có chỉ có hai thằng mặt thộm điếm thúi chơi với nhau thôi bước bà tiếp tục làm z suy yếu sức mạnh. Sau khi lấy được niềm tin của z và những con Skibidi Toilet khác, hắn đã dụ dỗ z tham gia vào cuộc chiến, hứa hẹn sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt hai tài tình, rồi sẽ nâng cấp cho Z-Man sau. z đã tin lời hắn và phát bộ mặt thất thần ra chiến trường trong tập 62, với lòng ngập tràn niềm tin rằng tiến sĩ sẽ giúp mình nâng cấp. Bước 4 tiếp tục thả tín man rằng chúng ta sẽ dụ dỗ hai tay tình đến căn cứ của mình và hội đồng nó cũng như cách mà Z-Man đã làm với tay tình man trong tập 47 một lần nữa Z-Man lại mắc lừa và làm đúng như kế hoạch của tiến sĩ phát bộ mặt ra chiến trường trong tập 64 cười đắc ý cố gắng dụ dỗ hai tay tình đi theo mình bước năm lật tẩy tiến sĩ thay vì cùng z và binh lính đánh hai tay tình thì hắn bỏ z ở lại thì ra từ đầu đến cuối z chỉ được giữ lại trong tập 60 như con mồi dụ dỗ hai tay tình mà thôi khi mọi thứ đi đúng như kế hoạch thì giá trị lợi dụng của hắn đã mất hết giờ đây Hắn bị bỏ lại như con chó không chủ Tiến sĩ đương nhiên trở thành người lãnh đạo tối cao của Skibidi Toilet Chưa dừng lại ở đó Hắn còn thực hiện thêm một kế hoạch trong kế hoạch Nghĩa là lợi dụng lúc này để đánh bơm tiêu diệt luôn hai tài tình Một mũi tên trúng ba con nhàn Tóm lại, Zeman hoàn toàn không biết mù mồ hiểm độc của tiến sĩ Skibidi Toilet Hắn không ngờ có một ngày một thằng điếm thú như hắn Lại chỉ nằm ở top 2 Top 1 điếm thú nhất thế giới lại thuộc về tiến sĩ Skibidi Câu hỏi đặt ra là Sao tiến sĩ không tự nâng cấp cho mình và làm lãnh đạo ngay từ đầu? Khuôn mặt hắn cũng nham hiểm và điếm chó lắm mà. Lằn nhận tạo ra gì men chi cho hắn lớn quyền mình. Tiến sĩ cần thời gian để nghiên cứu vũ khí và công nghệ. Hắn không thể vừa ở chiến trường, vừa ở phòng nghiên cứu được. Với lại, nếu hắn nhảy vào đội làm lãnh đạo ngay từ đầu, thì có thể kết cục cũng không khác gì gì men Trong lúc hắn không đủ mạnh, không có nhiều vũ khí, một đám Skibidi toilet nào đó sẽ nhảy vào, chụp đầu, đồi xiên hắn giống như Zeman từng bị vậy, tốt nhất là ở nhà nghiên cứu vũ khí để tự nâng cấp cho mình. Khi nào mạnh thì tính sau. Tóm lại, bạn cứ hiểu đội quân Skippy Toilet như băng đảng xã hội đen vậy, lỡ ngớ là bị lật như chơi. Còn yếu, đừng có ra gió. Giải thích thêm về một số tình tiết khác. Thứ nhất, sử dụng laser ở mắt. Zeman ở tập 47 không hề bị tổn thương mắt vì đó chỉ là mắt giả mà thôi. Việc hắn không sử dụng laser cho đến tập 65 là vì cạn kiệt năng lượng. Zeman liên tục chiến đấu khi vẫn còn bị thương đã làm hắn mệt mỏi. Hắn không muốn phải cố gắng quá sức sử dụng luồng tia laser ở mắt. Nhưng tập 65 là lúc hắn gặp nguy hiểm sát thân, bắt buộc phải kích hoạt tia laser ở mắt, lấy toàn bộ sức lực còn lại để chiến đấu, nhằm tự cứu lấy bản thân mình. Thứ hai, giật nước không phản ứng. Nó đơn giản là nâng cấp mới của hắn. Từ sau khi bị giật nước ở tập 22, rất có thể tiến sĩ đã nâng cấp cho hắn không còn bị xoay tròn đầu nữa, không để ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Như Bùm nói ở trên, đây chỉ là một giả thuyết mới để các bạn có thêm thông tin giải trí, Bùm không dám khẳng định nó đúng, nhưng nó lại có vẻ hợp lý hơn là giải thích theo kiểu Simen giả mạnh là do Da Phúc Bùm xây dựng kịch bản xài. Sau cũng được, ta đến với bí ẩn số 2. Số 2 bí ẩn. À ý Bùm là giả thuyết số 2 là nói về số 2 bí ẩn trong tập 65 á. Vẫn không hiểu. Trời ơi là gì nè số 2 xuất hiện rất nhiều lần. Ta thấy nó ở mỗi ngóc ngách của tập phim. Tập 65 Skippy Toilet dài 2 phút 22 giây. Hai lãnh đạo Skippy Toilet là z và Tiến sĩ cùng xuất hiện. Hai lãnh đạo của quân đoàn liên minh là Titan Cameraman và Titan Speakerman cũng cùng xuất hiện. Tiến sĩ vẫy tay chào hai lần. z bị lừa lần thứ hai lần một chỉ hai con skibi toilet nhưng lần thứ hai là cả đội quân lừa hắn zeman có hai con mắt rồi mày có mấy con Dẫn xíu căng gì anh trai titan speakerman dùng hai cây dao thay vì một cây dao như tập 47 và đây cũng là lần thứ hai anh ấy dùng dao lần thứ hai skippy toilet phục kích các titan lần đầu là trong tập 47 khi phục kích titan tv man lần hai là trong tập này tại nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai titan và g man có hai thùng hàng nổi bật viết số 01 và không hai chi tiết đến độ nhìn cực kỳ rõ ràng. Titan Cameraman bắn tổng cộng hai viên đạn vào Zeman. Zeman có hai cái đầu, một lớp mặt nạ ngoài và một cái đầu bên trong. Có hai Skibidi Toilet ôm um bơm với tổng cộng 12 chế bơm. Đa phút xuất hiện thì ai cũng biết, nhưng bạn có biết anh ấy xuất hiện ở đúng phút thứ hai không? Lần thứ hai, ngón tay cái đưa xuống dưới, lần đầu là trong tập 49, lần 2 trong tập 65 được xuất hiện lúc 2 phút 12 giây. Lần thứ hai tay tình cameraman được nâng cấp lần 1 lên phiên bản 2.0 là trong tập 50, lần 2 lên phiên bản 2.1 là trong tập 63. Và đây cũng là lần thứ hai anh bị thương nặng. Tay tên cameraman cũng đã bị đứt ở cả hai cánh tay. Lần một là tay trái, lần 2 là tay phải. Kịch bản lặp lại với hai công nghệ vũ khí đối đầu với nhau là bơm và tấm khiên đỡ đòn, cả hai lần đều nhắm vào Titan Cameraman. Nhìn lại tập 20 bạn nhé. Đúng chưa? Y như tập 65 còn gì. Hai một hồi mỗi miệng luôn á các bạn. Vậy số 2 này nghĩa là gì nhỉ? Theo giả tuyết của Bùm thì nó là lời mời của Đa Phúc Bùm dành cho tất cả các fan hâm mộ. Mong các bạn sẽ tiếp tục yêu quý Đa Phúc Bùm và cùng theo dõi tiếp Skippy Toilet ở season bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? Cùng nói với bơm nào Season 22 Hoặc cũng có thể nó mang hàm ý gì khác mà bơm chưa thể nhận ra Nếu các bạn biết nó nghĩa là gì thì comment cho mọi người biết với nhé Sao cũng được, chúng ta đến với bí ẩn tiếp theo Khi tay tên cameraman đứng dậy sau vụ nổ bạn thấy cơ thể anh ta xuất hiện những luồng điện màu xanh rất giống với lúc Titan Speakerman bị ký sinh. Liệu rằng anh ta có bị điều khiển không nhỉ? Câu trả lời là không. Hãy nhìn lõi năng lượng của Titan Speakerman lúc bị điều khiển. Nó chuyển sang màu vàng thay vì màu đỏ. Còn lõi năng lượng của Titan Cameraman lúc này thì vẫn màu xanh dương bình thường. Luồng điện phát ra trên người anh ta thực chất chỉ là rò rỉ năng lượng do bị thương nặng mà thôi. Thêm một điều nữa, vụ nổ lớn với sức công phá quá cao tạo ra một vùng khói lửa mù mịt như vậy thì làm sao con ký sinh nào dám nhảy vào? Có vào được thì cũng lên bàn thờ ngay thôi. À, mà bạn có thấy gì không? Hai tay Titan kéo một đống một đàn theo Rồi lúc chiến đấu Sao có hai ông vậy? Mấy người kia trốn học chơi Free hết rồi hả? Có lẽ hai tay Titan biết Tiến sĩ Skibidi đặt bẫy nên không muốn mạo hiểm Tất cả quân lính bên dưới Họ thà chấp nhận tự mình đến nơi nguy hiểm Còn hơn là kéo tất cả mọi người vào để chết chùm Lý do thứ hai là hai tay Titan biết Skibidi Toilet có công nghệ dịch chuyển tức thời nếu rải quần ra khắp mọi mặt trận mà không đi cùng nhau, rất có thể sẽ bị đột kích và tạo ra thương vong lớn. Chi bằng gom tất cả mọi người về một địa điểm ở tập 64 để đảm bảo an toàn. Hai anh sẽ yên tâm hơn để chiến đấu. Tiếp theo là một vấn đề mà chắc chắn bạn thích lắm đấy. Đó là tài tình TV Man. Anh ta đã ở đâu suốt thời gian vừa qua và liệu có xuất hiện trong season 22 không? Chúng ta chưa biết rõ tập TV có trung tâm nghiên cứu riêng không vì đa Pháp bùm chưa bao giờ nhắc đến nó. Nhưng theo quan điểm của bùm thì là không. Trở lại với tập 49 bạn sẽ thấy trung tâm nghiên cứu của cameraman có xuất hiện cả anh chàng speakerman và TV man. Vì vậy, có thể quân đoàn liên minh chỉ có một trung tâm nghiên cứu duy nhất chính là của tập camera. Họ sẽ đem tất cả những người bị thương về đây để chữa trị. Đương nhiên, Titan TV Man cũng sẽ về đây. Câu hỏi đặt ra là Titan Camera Man từ lúc bị thương ở tập 20 đến lúc trở lại ở tập 50 phải mất đến tận 30 tập phim. Còn Titan TV Man chỉ mới bị thương ở tập 47. Liệu chúng ta có phải chờ đợi đến tập 77 mới có thể gặp anh ta? Season 22 không có Titan TV Man trắng. Bầm không nghĩ vậy. Các kỹ sư camera đã có nhiều kinh nghiệm chữa trị và nâng cấp cho tài tần cameraman trước đó. Họ hoàn toàn có thể phục hồi và nâng cấp cho tài tần TV man trong thời gian nhanh hơn. Bằng chứng là anh chàng lên camera cameraman chỉ mất 6 tập phim là có thể trở lại. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng tái tần TV man sẽ xuất hiện trong sĩ sảnh 22. Hãy nhìn vào cuộc diễn trận chiến lúc này đi. Titan tần cameraman bị thương rất nặng. Titan Speakerman bị thương nhẹ, Tiến sĩ Skibidi Toilet thì chưa mất một cọng tóc. Nếu Đa Phúc Buồn không cho Titan TV Man trở lại thì ai là người đủ năng lực để cân bằng lại sức mạnh hai phe lúc này đấy? Chẳng lẽ là tạo thêm một tộc người khác? No no, Đa Phúc Buồn đã giới thiệu quá nhiều nhân vật chính cho quần đoàn liên mình. Từ tập 61 đến tập 63, chỉ 3 tập phim đã đem về 3 nhân vật: Speaker Woman, Dark Speakerman, Plunger Cameraman phiên bản 2.0 nếu tiếp tục cho tập mới xuất hiện, sẽ làm loán mạch chuyện, khán giả sẽ bối rối, chưa hiểu hết được sức mạnh tính cách của nhân vật này, đã vội vàng đưa nhân vật mới vào. Đà Phúc Buồn biết cách xây dựng cốt truyện, nên bùm tin rằng anh ta sẽ đưa ra quyết định đúng. Và quyết định đó chính là cho Titan TV Man xuất hiện trở lại với sự nâng cấp mạnh mẽ đủ để chống lại tiến sĩ Skibidi Toilet cùng với bè lũ của hắn. Còn bạn, bạn có muốn Titan TV Man xuất hiện trong season 22 không? Và bạn nghĩ anh ta sẽ được nâng cấp những gì? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Mình là Bùm, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like và đăng ký kênh nhé. Xin chào!